Cuộc đời Camilla, tình địch đã khiến cho công nương Dina ôm sầu cả đời vì chồng là nhạc có gì đặc biệt. Mang tiếng là kẻ thứ ba kém sắc nhưng lọt ảnh thời trẻ của bà Camilla sẽ khiến cho nhiều người nghĩ lại bởi không hề thua kém công nương Dina. Nhắc đến bà Camilla, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện tình tay ba giữa bà và thái tử Charles cùng công nương Dina, từng gây chấn động lịch sử hoàng gia và tốn biết bao giấy mực của truyền thông. Mặc dù là tình địch của công nương quốc dân sở hữu vẻ đẹp huyền thoại, nhưng bà Camilla luôn bị gán mác là người phụ nữ thô kệch, thua kém hơn hẳn so với công nương Dina. Tuy nhiên, những bức hình thời trẻ của nữ công tước xứ Cornwall đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ lại. Trên thực tế, những ai đã tiếp xúc lâu dài với bà Camilla đều dành những lời khen ngợi cho bà. Dù không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy như công nương Dina, nhưng bà Camilla cũng có ngoại hình ưa nhìn và luôn thu hút người đối diện bởi sự tự tin hài hước và sôi nổi của mình. Carolee Benson, cựu học sinh, mô tả Camilla là người mà bà ngưỡng mộ vì có khả năng nói chuyện với bọn trai về những điều mà họ quan tâm. Camilla có một cuộc sống rất hiện đại và có ô tô riêng, thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng và ưa chuộng phong cách gợi cảm khi còn trẻ, đã chứng minh cho thấy vì sao bà khiến cho thái tử Charles và những người đàn ông xung quanh mình phải siêu lòng. Chuyện của ba người thái tử Charles, công nương Dina, công tước xứ Cornwall là câu chuyện tình tay ba đình đám nhất thế kỷ 20. Xung quanh họ luôn có những đồn đoán và mối nghi ngại khiến cho ai cũng phải chịu đựng nỗi đau dằn vặt suốt khoảng thời gian dài, cho đến khi vụ tai nạn xe hơi năm 1997 mang công nương Dina đi xa, để hai người còn lại chính thức tái hợp vào năm 2005 thì mọi thứ mới thực sự được hóa giải. Người ta vẫn cứ trách thái tử Charles đồng sàng chị mộng sống bên công nương Dina, nhưng trong lòng luôn tơ tưởng về mối tình với Camilla. Dina đã ghen tuông đúng nghĩa là một người đàn bà khi biết chồng và nhân tình thậm chí còn cùng nhau đi du lịch ở nơi xa xôi. Cho đến cuối đời, đến khi rút hơi thở cuối cùng, Dina vẫn được cho rằng còn đau khổ vì chuyện đã qua, mặc dù khi ấy bà đã ly hôn và có người yêu mới. Vậy Camilla là ai mà lại có sức mạnh khiến cho thái tử Charles miệt mài chạy theo như cuộc rượt đuổi marathon suốt mấy chục năm, bỏ lại đằng sau người vợ đẹp cùng hai cậu con trai ngoan ngoãn? Camilla Sen sinh ngày 17 tháng 7 năm 1947 và là nữ công tước xứ Cornwall. Bà sinh ra trong một gia đình có cha là một người tận tụy với đất nước khi tham gia Thế chiến thứ hai và hai lần được trao tặng huân chương của quân đội vì những công hiến của mình. Mẹ của bà cũng là một phụ nữ có vị trí trong xã hội. Camilla được giáo dục tại trường học của nữ hoàng trước khi sang học ở Thụy Sĩ và Pháp. Tuổi thơ của nữ công tước trải qua trong sự êm đềm, hạnh phúc và tự do. Cuộc sống của người con gái khi đó được miêu tả là ấm áp và thú vị một cách bất ngờ so với các gia đình quý tộc khác. Họ nuôi ngựa, chó làm thú cưng, thường xuyên đi dã ngoại và luôn thể hiện lối sống tinh tế, không mơ màng nhưng luôn vui vẻ. Camilla sống rất khác với các thành viên trong hoàng gia. Khi chồng việc ra ngoài ở trọ cùng bạn học nữ, có ô tô riêng, thường xuyên đi chơi trong hộp đêm và thậm chí còn hút thuốc lá. Cũng vì điều này mà Camilla đã bị sa thải khỏi một công ty sản xuất vải, nơi bà làm công việc đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, bạn bè của Camilla nói rằng bà là một người thẳng thắn, vui vẻ, thân thiện. Ở Camilla, họ không tìm thấy sự lừa dối và giả tạo. Người phụ nữ bị căm ghét nhất nước Anh, thái tử Charles đã trúng tiếng sét ái tình với Camilla San lần đầu tiên vào một ngày mưa, mùa hè năm 1970, trong giờ nghỉ giải lao tại một sân bóng polo. Tuy nhiên sau đó ông phải nhập học tại trường cao đẳng hải quân. Tại đây, thái tử Charles đã viết những lá thư lãng mạn gửi cho người trong mộng lớn hơn mình một tuổi. Thế nhưng Camilla lại thẳng thắn đáp trả rằng chỉ có thể yêu chứ không thể kết hôn với thái tử. Tháng 7 năm 1973, Camilla tổ chức hôn lễ với Andrew Falker, một sĩ quan quân đội đẹp trai, quyến rũ, đồng thời cũng là bạn của Charles. Sự việc này đã để lại một vết thương lòng trong trái tim thái tử. Ai cũng biết Camilla không phải là một người đàn bà đẹp, vừa không có gu thẩm mỹ xuất sắc, thậm chí ăn vặn không mấy tinh tế. Khi còn trẻ, nhan sắc của bà cũng không phải thuộc hàng nổi trội. Những tưởng mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt sau khi thái tử cưới vợ, nhưng không, cuộc tình tay ba này như mớ bong bong, ầm ĩ kéo dài suốt mười mấy năm trời, cuối cùng mới chịu chấm dứt sau khi cả hai bên đoàn tiệc với cuộc hôn nhân của mình. Thái tử Charles kết hôn với công nương Dina bằng đám cưới thế kỷ, diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 1981 tại nhà thờ Fowl, thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận khắp thế giới. Tuy nhiên, ngay từ bước chân vào lễ đường, công nương đã biết trái tim thái tử Charles không thuộc về mình, bởi ông chưa bao giờ ngừng yêu Camilla khi Dina hạ sinh hoàng tử Henry vào năm 1984. Cuộc hôn nhân giữa họ bắt đầu căng thẳng bởi Charles chưa bao giờ ngừng nhung nhớ về Camilla.
Cuối cùng ông đã đi theo tiếng gọi trái tim và tìm đến với người tình của mình, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu xì xào từ dư luận. Mọi nỗ lực trong vô vọng của công nương Dina nhằm níu kéo cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm chỉ càng khiến cho thái tử Chetler xích lại gần Camilla hơn. Thái tử Chetler và bà Camilla nói lại tình cũ, dù lúc này cả hai đều đã có gia đình riêng. Bằng chứng là hàng loạt các băng ghi âm, các cuộc trò chuyện tình cảm mùi mẫn qua điện thoại được tìm thấy. Sau đó cả thái tử Chetler và công nương Dina đều thừa nhận ngoại tình trong các cuộc phỏng vấn riêng trên truyền hình. Sau cái chết của công nương Dina, Camilla biến mất khỏi công luận. Hoàng gia Anh không thể kết luận rằng Camilla có lỗi hay không trong bi kịch này và luôn giữ một khoảng cách ngoại giao với bà. Còn dân chúng Anh Quốc thì luôn coi bà là kẻ thù, là nguyên nhân trực tiếp khiến cho vị công nương đáng kính phải đau khổ và cho đến lúc chết vẫn còn ôm mối hận sâu sắc. Mãi cho đến năm 1999, khi ký ức về cái chết của Dina phai dần đi, Camilla mới dần dần bước ra trước công chúng. Vào năm 2002, bà đã phát biểu tại hội nghị của Hiệp Quốc gia về bệnh loãng xương. Đây được coi là bước phát triển lớn trong việc tạo hình ảnh của người phụ nữ này với Hoàng gia Anh. Kết thúc cuộc marathon lãng mạn kéo dài 35 năm. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2005, hôn lễ của thái tử và người tình được tổ chức tại Windsor với sự chứng kiến từ hoàng gia. Bà dĩ nhiên là một thành viên của Hoàng gia Anh. Trên thực tế, bà phải được gọi là công nương xứ Wales thì mới đúng theo phong tục của Hoàng gia Anh, vì bà là vợ của thái tử Chetler, mà tước hiệu của ông là thân vương xứ Wales. Nhưng bà thích gọi mình là nữ công tước xứ Cornwall, nữ công tước của Rothesay ở Scotland, vì điều đó thể hiện sự tôn trọng người vợ quá cố trước của thái tử Chetler là công nương Diana. Có lẽ sau nhiều năm tháng, nhìn lại đôi uyên ương vương giả tuy đã nhiều tuổi, nhưng thời trẻ họ đã từng bất chấp mọi áp lực, mọi tai tiếng để đến với nhau. Người phụ nữ ấy hẳn trách đặc biệt. Trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi tới bà Camilla, thái tử thổ lộ, bà ấy là một phụ nữ chịu lắng nghe và thông cảm với tôi mọi điều. Có thể thấy với bí quyết này, bà Camilla đã vượt trội hơn hẳn công nương Dina. Camilla không cần tới sắc đẹp, không cần bỏ công trang điểm má đỏ môi hồng, không cần khoe dáng trong các bộ váy đắt tiền. Bà cứ yên lặng lắng nghe người yêu tâm sự là đã đủ chiếm trọn trái tim của chàng. Về đời sống thường nhật, trước đây khi phải trả những khoản chi tiêu cho công nương Dina, thái tử Chetler thường hay cầu nhau. Nhưng bây giờ thì chuyện đó đã hoàn toàn biến mất. Bà Camilla rất biết chi tiêu và làm đẹp một cách hợp lý với những mẫu thiết kế riêng. Được biết, bà từng bị nữ hoàng chê là có khuôn mặt và cách cư xử nhàm chán cù đích, nên Camilla chuẩn bị cho mình thợ làm đầu, người lo trang phục riêng, đúng với nếp sống xa hoa của một thành viên hoàng tộc. Dần dần bà cũng tham gia nhiều hơn trong cuộc sống hoàng gia và chú trọng đến hoạt động từ thiện. Còn đối với hai con trai của thái tử Chetler thì họ biết ơn Camilla vì bà đã khiến cho cha họ từ một con người phiền muộn và luôn bị dằn vặt nội tâm cảm thấy hài lòng hạnh phúc. Trong những năm tháng tuổi xế chiều, hai hoàng tử thực sự quan tâm đến cha và hạnh phúc của ông là điều rất quan trọng với mọi người. Chính điều này làm cho Camilla phấn khởi và tin tưởng vào tương lai của bà. Năm 2011, cháu của Camilla từng làm phù dâu trong đám cưới của William và Kate Middleton. Sau đó, nữ công tước cũng trở thành người cố vấn vô cùng quan trọng trong nhiều hoạt động của Kate.